Cảnh sát Ovoid vừa bắt được 5 nghi can có dính líu đến 4 đột nhập vào nhà người khác để mà ăn trộm. Theo tin của nhật báo The Orange County Register, trong số 5 người này thì có một phụ nữ gốc Việt tên là Terry Nguyễn Huỳnh. Và Kimmel, phát ngôn viên của cảnh sát Ovoid, cho biết là trong 4 số 5 người này là cư dân của Long Beach. Đó là anh Verizon Kevin Im, 22 tuổi. Anh Ferdinand Morales Branco, 32 tuổi, cô Tracy Nan, 32 tuổi và anh Kevin Paul Williams, 30 tuổi. Riêng cô Terry Nguyễn Huỳnh, 21 tuổi, là cư dân của Newport Beach. Bốn người Long Beach bị tình nghi là thực hiện 4 vụ trộm. Tại khu nhà Northwood Point, còn cô gái gốc Việt thì bị tình nghi là đồng lõa với 4 người kia. Cảnh sát cho biết họ phải đóng cửa trường tiểu học Cannonville và trung học Northwood để mà truy lùng các nghi can này. Bà Moore cho biết vào độ 11 giờ 30 phút thì có người gọi cảnh sát báo là có một căn nhà trên đường Linfield đang bị trộm và các nghi can thì đang chạy khỏi hiện trường trên một chiếc Lexus màu đen. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, một cảnh sát viên đã phát hiện ra chiếc xe này công viên Middlewood và lập tức chặn lại. Có 4 người ngồi bên trong một chiếc xe. Cô Tracy Nen thì tài xế của nhóm này đã bị bắt ngay tại chỗ. Trong khi đó, 3 người còn lại ra khỏi xe để mà bỏ chạy. Chỉ một lúc sau thì cảnh sát đã tìm thấy một nghi can đang trốn trong một thùng rác. Khoảng 2 giờ 5 phút chiều ngày hôm đó thì một người phụ nữ sống ở trên đường Charles phát hiện 2 nghi can còn lại từ garage nhà bà này chạy ra. 2 nghi can này chạy một lúc rồi chạy vào một căn nhà ở đường Rotten và bị bắt ở đó. Nhờ máy bay của cảnh sát tiểu bang và cảnh sát Anaheim giúp đỡ, cảnh sát Ovoid đã dễ dàng tìm ra 4 nghi can này. Bắt được hết 4 nghi can rồi, cảnh sát nhận được tin một vụ trộm khác đang xảy ra ở đường Straw Flower, nơi xảy ra rất gần hiện trường của vụ trộm vừa mới xảy ra. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều thì cô Terry Nguyễn Huỳnh đang đi trên một chiếc xe Lyft thì bị cảnh sát bắt. Người dân tại khu nhà North Point thấy cô có hành vi khả nghi nên đã gọi cho cảnh sát. Và Moore cho biết là cảnh sát nghĩ rằng là cô Terry có mặt tại khu nhà này là để chở 4 nghi can kia chạy trốn. Cảnh sát Irvine đã tìm thấy một số tiền mặt và tài sản bị cướp các nghi can bỏ lại trong lúc chạy và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm những món đồ đã bị mất cắp còn lại. Ai tìm được những món đồ này xin gọi lại cho cảnh sát Jameson Robert tại số điện thoại là 949-724-7170. Năm mới đến là có một số luật mới và những thay đổi trong luật hiện hành mà người lái xe ở tiểu bang California cần lưu ý. Luật về cần sa giải trí bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, sẽ kéo theo một số luật mới khác. Tài xế đang lái xe bị cấm hút hay là nhai cần sa. Luật này cũng áp dụng đối với cả hành khách ở trong xe. Vi phạm sẽ bị bấm điểm trong bằng lái. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, lệ phí đăng bộ xe hoặc là mới đăng bộ sẽ tăng. Lệ phí từ 25 đồng cho đến 175 đồng dựa vào giá trị của chiếc xe trên thị trường. Ví dụ như nếu giá trị chiếc xe vào khoảng là 25.000 cho đến 35.000 Mỹ Kim thì lệ phí sẽ vào khoảng là 100 đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, tài xế cho hãng thuê mướn xe như là Uber, Lyft không được lái xe chở hành khách khi nồng độ cồn ở trong máu là 0,04% trở lên. Vi phạm thì sẽ bị treo bằng lái. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, luật pháp yêu cầu hành khách xe bus phải thắt dây an toàn nếu trên xe có dây an toàn. Điều này cũng áp dụng cho trẻ từ 8 cho đến 16 tuổi, trừ khi trẻ được giữ an toàn bằng các thiết bị theo đúng tiêu chuẩn an toàn của liên bang. Nếu bạn đang có những vé phạt đậu xe và có thu nhập thấp, bạn có thể trả hết tiền phạt trước khi vi phạm bị báo lên nha lộ vận. Luật mới cũng cho phép những người có vé phạt đậu xe chưa trả tiền có thể gia hạn bằng lái hoặc là đăng bộ xe.
Nếu bạn có thẻ đậu xe hay là bảng số xe ưu tiên cho người khuyết tật, bạn phải cung cấp thẻ căn cước hoặc là giấy tờ có danh tánh và ngày tháng năm sinh. Luật sư cũng sẽ giới hạn cấp lại thẻ, chỉ cho 4 thẻ dành cho người khuyết tật trong vòng 2 năm, trừ khi người đó có giấy bác sĩ. Đối với tài xế xe mô tô, nhà lộ vận sẽ chấp nhận giấy chứng nhận hoàn tất bất cứ chương trình huấn luyện lái xe mô tô nào được CHP là cơ quan cảnh sát tuần tra sao lộ chấp thuận, thay vì phải thi lấy bằng lái xe mô tô. Sát Anh năm nay đã có một đợt càn quét các tiệm làm móng trên cả nước. Gần 2.000 người Việt nằm trong diện tình nghi buôn bán người ở Anh. Anh kêu gọi ban hành thêm quy định kiểm soát các tiệm làm móng nhằm ngăn chặn vấn nạn nhức nhối này. Theo báo Independent, ủy viên Kevin Holland đã chỉ đạo thực hiện báo cáo về việc chống nô lệ hiện đại với đối tượng nghiên cứu chính là công dân Việt Nam. Sau khi chính quyền nhận ra Việt Nam là một trong 3 quốc gia có số nạn nhân buôn người đông nhất tại Anh, các biện pháp phải được thực hiện để ngăn chặn nạn bóc lột nô lệ trong ngành làm móng dựa trên luật và các quy định hiện hành hoặc là một kế hoạch cấp phép cụ thể, ông Haaland kêu gọi. Vấn nạn nhức nhối, nhà chức trách phát hiện phần lớn nạn nhân buôn người Việt Nam bị ép lao động cưỡng bức trong các tiệm làm móng hoặc là trang trại trồng cần sa trên khắp nước Anh. Chúng ta chứng kiến sự nở rộ của các tiệm làm móng ở Anh, nhưng chúng hầu như không bị kiểm tra, ủy viên Holland nhận xét như vậy. Trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2016, có 1.747 công dân Việt Nam được ghi nhận là nằm trong diện tình nghi buôn người, với số lượng mỗi năm mỗi tăng. Phân tích chi tiết hơn, người ta phát hiện là 65% số nạn nhân là đàn ông, phần lớn dưới tuổi vị thành niên. Một số nạn nhân bản thân có nguyện vọng tìm đường đến Anh, trong khi một số khác là bị bắt cóc bởi các tay buôn người. Với những người tự nguyện, bọn tội phạm đưa ra cái giá là từ 10.000 đến 33.000 bảng Anh, tương đương từ 300 đến 1 tỷ đồng Việt Nam, cùng lời dụ dỗ rằng họ có thể làm việc và trả lại dễ dàng. Một khi đặt chân đến Anh, các nạn nhân bị ép làm việc quần quật và chỉ được trả tiền công rất là ít ỏi. Trong hầu hết trường hợp, công việc ở Anh cũng không giống với những gì họ được hứa hẹn khi còn ở Việt Nam. Một số còn bị tước hết hộ chiếu, giấy tờ và bị nhốt trong nhà. Trong những ví dụ cụ thể, theo báo cáo, một nạn nhân bị ép làm việc trong tiệm móng 7 ngày trên tuần với đồng lương chỉ 30 bảng, khoảng là 900.000 đồng. Một bé trai khác thì bị nhốt suốt trong phòng và chỉ được ra ngoài khi làm việc. Cậu bé phải nộp hết tiền lương 6,5 bảng trên một giờ, gần 200.000 đồng cho các tay tội phạm. Từ tiệm móng, tiệm rửa xe cho đến nhà kho, con người đang phải chịu đựng những thứ quá khủng khiếp trong sự vô nhân đạo của đồng loại. Đây là vấn đề nhân quyền lớn nhất của thời đại chúng ta. Trong tư cách thủ tướng, tôi hạ quyết tâm biến đây thành một sứ mệnh quốc gia và quốc tế để loại trừ loài quỷ dữ ra khỏi thế giới của chúng ta, Thủ tướng Theresa May nói như vậy. Khi kẻ lừa đảo là người hàng xóm, hoàn cảnh những nạn nhân khác thậm chí bị đắt hơn. Họ được hứa hẹn là công việc làm móng nhưng lại bị ép bán dâm. Một phụ nữ khai với nhà chức trách rằng kẻ dụ dỗ cô là một người hàng xóm ở Việt Nam. Ông ta nói nếu tôi muốn đến Anh, ông ta sẽ giúp. Tôi không tin ông ta lắm, tôi chỉ cười vì gia đình tôi rất nghèo. Ông ta khẳng định là một khi tôi qua đây, cuộc sống sẽ tốt hơn. Ông ta có một tiệm làm móng và ông ta sẽ giúp tôi gửi tiền về cho bố mẹ, nạn nhân kể lại với cơ quan chức năng như vậy. Sau khi đặt chân đến Anh, cô gái Việt Nam bị đưa đến một căn nhà nhỏ, dơ bẩn và bị người hàng xóm ép trở thành nô lệ tình dục kiêm gái bán dâm. Ông ta bạo hành tôi, còn bạn bè ông ta thường xuyên tụ tập xung quanh. Bọn họ uống rượu, xài ma túy và thường đánh đập tôi, bắt tôi phải nghe lời họ, cô gái nhớ lại ký ức kinh hoàng kể lại. Trong khi phần lớn tội phạm buôn người là người gốc Việt, báo cáo của Anh còn cho thấy là người Trung Quốc, người Nga, người Ba Lan và Anh cũng tham gia dụ dỗ và bóc lột người Việt. Hành trình từ Việt Nam đến Anh đối với các nạn nhân không phải là một chuyến bay êm ái. Thông thường nó mất đến nhiều tháng ròng và họ phải di chuyển bằng xe tải xuyên rừng trong đêm. Năm 2016, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo là bà quyết định thành lập một lực lượng đặc trách đầu tiên của chính phủ
để đối phó với nạn nô lệ hiện đại. Sinh con ở Úc mỗi tháng bé được trợ cấp đến hơn 30 triệu đồng. Đây là tính theo giá của Việt Nam. Sau khi sinh, chị Nga nhận được một khoản tiền thai sản, đó là 7.000 đô la Úc, khoảng là 110 triệu đồng. Còn em bé sẽ nhận được tiền bỉm sữa hàng tháng lên tới 2.200 đô Úc và khoảng là 34 triệu đồng. Chia sẻ với các sinh con đầu lòng của mình tại Úc cách đây ít ngày, chị Nguyễn Nga là thành viên Hội Xúc Tiến Thương mại của Hiệp hội Úc cho biết, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ y tế ở đây. Mình không phải đóng bất cứ một đồng tiền viện phí hay là mất một xu nào cho bác sĩ, nhưng vẫn được phục vụ như tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Ở đây chính phủ trả tiền cho bác sĩ là để lo cho sức khỏe người dân và không hề phân biệt người nghèo hay người giàu, chị Nga chia sẻ như vậy. Ngoài ra, chế độ thai sản với công dân Úc cũng vô cùng ưu đãi. Sau sinh, mỗi sản phụ sẽ được nhận một khoản tiền không hề nhỏ để bồi dưỡng và các bé cũng nhận được tiền hỗ trợ về bỉm, về sữa hàng tháng. Dù mới sinh con khá là bận rộn nhưng chị Nga vẫn dành chút thời gian rảnh rỗi để chia sẻ về cái câu chuyện đi sanh của mình ở nơi xứ người. Chị Nguyễn Nga hiện tại đang sống ở Úc nhưng hầu hết thời gian làm việc của chị là ở Việt Nam. Dù bầu bì nhưng trong suốt thời gian qua chị vẫn đi lại hai nước để lo công việc ở công ty do chị làm chủ tịch hội đồng quản trị. Chị cho biết rằng dù mang thai nhưng may mắn là chị khá là khỏe mạnh. Chị luôn chú ý đến việc ăn uống để nạp đầy đủ dưỡng chất cho con phát triển mà mẹ không bị tăng cân quá nhiều. Khi bước lên bàn sanh, chị tăng tổng cộng là 12 kg. Chị cho biết là trong chế độ ăn uống hàng ngày chị không kiêng khem nhiều, ăn uống thoải mái nhưng luôn chú ý uống sữa và các loại vitamin để con đủ chất phát triển. Vì có sức khỏe thai kỳ tốt nên chị Nga luôn nghĩ rằng mình sẽ sanh thường và các bác sĩ Úc cũng luôn khuyến khích là sản phụ sinh sanh thường để tốt cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, chị bị vỡ ối sớm trước ngày dự sanh 10 ngày, chiến đấu với những cơn đau đẻ suốt một ngày một đêm mà bé vẫn không chịu chào đời nên cuối cùng chị phải sanh mổ. Kể lại ca sanh của mình, chị Nga cho biết mình vật vã với những cơn đau đẻ suốt một ngày một đêm, đến gần 2 giờ sáng hôm sau thì bố gấu bay từ Việt Nam về tới Úc. Bố gấu quyết định ký giấy cho mình sanh mổ. 4 giờ 11 phút gấu cất tiếng chào đời, trở thành công dân người Úc gốc Việt tại bệnh viện Tundorfert, Úc. Chị Nga cũng kể lại là khi ký quyết định cho chị sinh mổ, chị không hề biết, một phần vì chồng sợ chị lo lắng nên không nói. Phần nữa là do chị được gây tê tủy sống để chuẩn bị sanh thường, nhưng do bé bị dây rốn quấn cổ nên buộc phải gây tê phần bụng dưới lần 2 để mổ sanh. Khi đó mình vô cùng ngạc nhiên, sao sanh gì mà nhanh và dễ thế. Tới lúc bố đón con đưa cho mẹ nhìn, cảm giác lúc này thật là khó tả. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài vì hạnh phúc, so với một ngày một đêm đau thì dường như là đã quên hết. Chị cho biết là chị rất hài lòng với ca sanh của mình, với 11 người gồm 7 bác sĩ, 4 y tá đỡ sanh và chỉ hết khoảng 15 phút. Thêm nữa là dịch vụ sau sanh ở bệnh viện thì vô cùng hoàn hảo. Những ngày mình ở bệnh viện, từ vệ sinh cho tới ăn uống, tắm rửa, thay băng, thay đồ đều được các bác sĩ thay nhau chăm sóc. Người nhà không phải đụng chạm bất cứ một việc gì. Đêm đầu chồng được ở lại, còn những đêm sau thì chỉ có hai mẹ con. Mẹ phải học cách chăm sóc con từ cách tắm và cách cho con bú, cách pha sữa, da tiếp da hàng ngày. Thật sự là rất chuyên nghiệp. Mặc dù được chăm sóc rất chu đáo, nhưng khi xuất viện, chị Nga không phải trả bất cứ khoản viện phí nào. Khi về nhà, hàng ngày còn có bác sĩ của bệnh viện tới khám kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con và cũng hoàn toàn miễn phí. Thái độ của các bác sĩ, y tá phục vụ rất chuyên nghiệp, luôn nở nụ cười thân thiện với bệnh nhân. Điều tuyệt vời hơn nữa mà mỗi bà mẹ sanh con ở Úc đều cảm thấy hài lòng, đó là chế độ thai sản ở đây rất là ưu đãi. Chế độ thai sản ở đây áp dụng theo từng tiểu bang và có chế độ riêng cho người đi làm, chế độ an sinh xã hội, chế độ y tế, chế độ phụ cấp gia đình có con nhỏ.
Với bà mẹ đi làm, chế độ cho người đi làm sau khi sanh sẽ được nghỉ khoảng 1 năm và vẫn được lĩnh lương đầy đủ theo từng công việc. Còn chế độ an sinh xã hội là chế độ mỗi đứa trẻ sẽ được Bộ An sinh xã hội phụ cấp tiền nuôi trẻ, mà các bà mẹ Việt Kiều bên này gọi là tiền bỉm sữa, thường thì lãnh 2 tuần một lần, lên đến 2.000 đô Úc trên một tháng, tương đương với 31 triệu đồng Việt Nam tùy theo tiểu bang. Tùy tình trạng lợi tức của bố mẹ và các chương trình hỗ trợ của chính phủ tiểu bang, liên bang, các nhà cầm quyền. Về chế độ phụ cấp gia đình sinh con thì số tiền này đến tay tất cả mọi người ngay sau khi sanh thường, từ 2.700 đô Úc đến khoảng là 13.000 đô Úc. Số tiền này cũng tùy theo dịp và tùy theo năm. Còn về chế độ y tế thì sẽ được hệ thống y tế công chi trả hoàn toàn và được phục vụ chu đáo với đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao và tận tâm từ khi mang thai cho đến khi sanh nở. Với chị Nga, sau khi sinh em bé, chị nhận được một khoản tiền thai sản đó là 7.000 đô Úc, còn em bé sẽ nhận được tiền bỉm sữa hàng tháng đó là 2.200 đô Úc. Ngoài ra, từ lúc sinh cho đến 18 tuổi, bé sẽ được đi học miễn phí hoàn toàn, còn chế độ y tế thì sẽ là miễn phí cả đời. Được trải nghiệm thật từ bản thân mới thấy chuyện sinh con ở đây thật là tuyệt vời, chị Nga chia sẻ như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.